đầu nói luôn, chia sẻ luôn. Rồi, hôm nay rất là vui được gặp gỡ giao lưu với tất cả các anh chị nhà ăn phối của chúng ta. Thì hôm nay là cái ngày mà chúng ta sẽ có một cái buổi để trao đổi, chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm trong cái quá trình mà chúng ta phát triển sản phẩm Alpha và xây dựng hệ thống cùng với công ty New May. Thì có một số chị nhà ăn phối mới thì em cũng xin phép giao lưu giới thiệu lại bản thân để làm quen với cả nhà mình. Thì em tên đầy đủ là Trịnh Minh Quang. Hiện tại em đang phát triển thị trường tại Bạc Liêu, và hiện nay thì em cũng đã đạt được cấp bậc là 3 sao. Thì rất là cảm ơn công ty New May, cảm ơn các anh chị tuyến trên đã giới thiệu cơ hội đến với em, và cảm ơn công ty New May quốc tế cũng như New May Việt Nam đã mang dòng sản phẩm Alpha để hỗ trợ sức khỏe cho người dân của chúng ta, đặc biệt trong cái thời đại dịch này, thì đây là một cái sản phẩm vô cùng cấp thiết, vô cùng cần cho người dân chúng ta để chăm sóc sức khỏe. Thì rất là cảm ơn công ty. Và hôm nay thì em rất là hạnh phúc khi được làm quen với cả nhà và giao lưu chia sẻ một số kiến thức, một số kinh nghiệm để có thể giúp cho cả nhà mình có được một chút gọi là kiến thức và tư duy để mình có thể là cộng tác và phát triển cùng với công ty New May. Và hiện tại thì trong cái giai đoạn mà dịch gọi là giai đoạn thứ tư các anh chị bùng phát á, thì ở thị trường Bạc Liêu của chúng ta là một trong những tỉnh mà có cái số lượng ca mắc mới đó, tăng rất mạnh anh chị, đúng không các anh chị? Trong những ngày hôm nay thì cập nhật thông tin và chúng ta theo dõi tình hình thì mình thấy được cái số lượng mà ca mới rất là tăng rất nhanh, và đó là một cái nguy cơ cho xã hội, cho tỉnh mình. Nhưng trong cái nguy gọi là có cái cơ đó các anh chị. Và tại sao mà trong thời gian này khi mà chúng ta ra ngoài thị trường, chúng ta nói về kháng thể, nói về sản phẩm mà tăng cường miễn dịch đó, thì có phải là người dân mình quan tâm nhiều không ạ? Có những cái hạn chế trong cái vấn đề mà chúng ta làm hội họp, không thể mà chúng ta làm các cái chương trình vinh danh hội họp trực tiếp được, chúng ta buộc phải làm online. Ngày hôm nay thì chúng ta có một buổi online gặp mặt cả nhà mình. Nhưng mà thông qua cái cơ hội chia sẻ sản phẩm tăng cường miễn dịch đó, thì em thấy là khi mà chúng ta tiếp xúc khách hàng thông qua online hoặc là có cơ hội chúng ta tiếp xúc tiếp đó, khi mà chúng ta cho thông tin đó, thì người dân rất là dễ đón nhận. Anh chị có để ý cái điều này không ạ? Giống như cả nhà mình trong có mặt trong khán phòng ngày hôm nay nè, thì ai cũng hiểu tầm quan trọng của việc tăng cường miễn dịch, tăng cường hỗ trợ miễn dịch cho cơ thể mình để chống lại virus, vi khuẩn, đúng không ạ? Và khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta cảm thấy rất là may mắn khi mà chúng ta sở hữu một cái dòng sản phẩm vô cùng tuyệt vời, đúng không các anh chị? Để chúng ta chủ động bảo vệ sức khỏe cho mình và cho người thân của mình. Vậy thì khi mà chúng ta biết cái sản phẩm này nó có thể là giúp cho chúng ta tăng cường miễn dịch, chống lại virus, vi khuẩn, vậy thì khi mà chúng ta đi chia sẻ cái thông điệp, chúng ta đi lan tỏa cái thông tin quan trọng này đến người dân, và khi họ hiểu thì có phải đó là cái cơ hội cho mình để mình phát triển, mình gia tăng doanh số mà, đúng không các anh chị? Có thể ngày thường á, rất là nhiều bạn bè khách hàng của em là khi em chia sẻ thì họ có thể dừng, nhưng trong giai đoạn này thì em thấy ai cũng quan tâm hết. Có thể là họ chưa dùng ngay, nhưng mà cái sự quan tâm á là có, và cái gọi là cái nhu cầu mà họ sẽ dùng á chắc chắn sẽ tăng. Tại vì khi mà họ quan tâm rồi, chúng ta gửi thông tin truyền thông liên tục và chúng ta chăm sóc, thì chắc chắn cái hiệu suất, cái kết quả nó sẽ tốt hơn. Bằng chứng là doanh số của chúng ta trong những tháng vừa qua có phải liên tục tăng không các anh chị? Ở đây em thấy chỗ giống như là chỗ bạn Minh An nè, thì tuy dịch nhưng mà bạn Minh An á làm cái truyền thông online rất tốt, do đó mà doanh số của bạn Minh An tăng liên tục từ cái chỗ là giám đốc qua tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì lên 1 sao, 2 sao, và bây giờ là đạt cái mốc là 2 sao chuẩn, gần tiến đến 2 sao vàng. Thì đó là cái sự tăng trưởng và phát triển rất tốt trong cái giai đoạn dịch, thì đó là một điều rất là đáng mừng cho chúng ta, đúng không các anh chị? Thì cũng nhân buổi hôm nay thì chúng khán phòng chúng mình của mình cũng dành tràng pháo tay để chúc mừng bạn Minh An, được không ạ? Xin chúc mừng bạn Minh An ha, đã chạm cái mốc gọi là 2 sao và đang chuẩn bị đạt được 2 sao vàng. Đó là cái thành tích vô cùng tuyệt vời.
Mà cái điều đáng mừng nữa là hệ thống của chúng ta, rất là nhiều các anh chị nhà phân phối trước đây chỉ là tiêu dùng thôi các anh chị. Nhưng mà khi mà dịch đến, khi mà đại dịch bắt đầu bùng lên, chúng ta đi lại rất là khó khăn, thì các anh chị lại quan tâm đến cái kinh doanh của Newmay mình nhiều hơn. Tại sao ạ? Tại sao khi mà dịch thì Newmay của chúng ta lại gia tăng được doanh số và gia tăng được số lượng nhà phân phối mới anh chị? Có phải là tại vì công ty của chúng ta có một cái gọi là hình thức kinh doanh online là vô cùng thuận tiện và phù hợp với giai đoạn này đúng không các anh chị? Thời đại 4.0 và công ty của chúng ta rất là linh hoạt, thích ứng với cái sự thay đổi của các cái hoạt động kinh tế. Chúng ta không có làm offline thì chúng ta làm online nhưng mà vẫn rất hiệu quả. Và thông qua bên thứ ba là bưu điện hỗ trợ giao hàng cho chúng ta. Việc còn lại chúng ta là làm sao chúng ta kết nối, chúng ta truyền thông cho thông tin đến khách hàng. Và công ty sẽ hỗ trợ vấn đề là giao hàng cho chúng ta. Đấy, việc còn lại là mình cứ việc là kết nối thường xuyên và cho thông tin thường xuyên, chăm sóc khách hàng qua điện thoại, qua các cái kênh phương tiện truyền thông như là Zalo, Facebook. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể là kinh doanh tại nhà được. Do đó tại sao số lượng nhà phân phối tăng đúng không ạ? Các anh chị thấy là cái một cái mà khi mà chúng ta học á, chúng ta nghe công ty, nghe các anh chị lãnh đạo thành công có dạy cho chúng ta một điều thế này nè. Nếu như chúng ta muốn tăng trưởng về doanh số á, muốn phát triển được hệ thống á, thì chúng ta hãy xem là số người biết làm trong hệ thống của mình. Thì số người biết làm, doanh số bằng số người biết làm. Thì ngày hôm nay một số anh chị giống như là chỗ bạn Minh An nè, hay là một số bạn như là bạn Ngữ cũng đã bắt đầu phát triển nè, bạn Danh nè cũng bắt đầu là có nhà phân phối mới nè, tuy mới tiêu dùng thôi nhưng đó là cái khởi đầu cho cái cơ hội để chúng ta phát triển hệ thống. Thì từ người tiêu dùng cảm nhận tốt thì chúng ta khai thác ra và giúp cho họ hiểu đây là một cái cơ hội có thể là giúp cho nhiều người sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe và họ trở thành những người tiêu dùng thông minh, tức là có thẻ thành viên sử dụng được tích lũy và được hưởng hoa hồng trên cái doanh số mà chúng ta sử dụng lâu và giới thiệu được nhiều người, chúng ta vẫn có được là cái khoản thu nhập. Đó là một cái người gọi là người tiêu dùng thông minh đó các chị. Thì từng bước chúng ta giúp cho nhiều người tiêu dùng trở thành nhà phân phối và giúp cho họ có thể phát triển sản phẩm ra ngoài thị trường là chúng ta đang phát triển hệ thống đó các chị. Chị nghe kinh doanh như mai, nghe từ kinh doanh thì chúng ta nghĩ nó chắc là phải đầu tư là vốn liếng rồi mặt bằng rồi kinh nghiệm rồi phải có nhân viên, đúng không ạ? Nghe từ kinh doanh, nhưng mà làm kinh doanh Newmay được cái là chúng ta có được cái sự hỗ trợ đắc lực từ công ty nè các anh chị, và từ các anh chị lãnh đạo tuyến trên nè, từ các anh chị lãnh đạo tuyến ngang, tuyến bạn, để mà có thể là tạo ra những cái lớp học, tạo ra những cái buổi online như thế này để hỗ trợ cho chúng ta. Chỉ vì là chúng ta có thể mời khách hàng, mời nhà phân phối mới vào để học kinh nghiệm và chúng ta có thể phát triển được nha anh chị. Thì em thấy là trong từng cái giai đoạn thì chúng ta có thể là sao gặp những cái đôi chút khó khăn trong giai đoạn này giai đoạn kia, nhưng mà nhìn chung lại là trong cái nguy có cái cơ thì hiện nay thì chúng ta đang vẫn phát triển rất là tốt. Thì điều đó là cho thấy là công ty chúng ta thích ứng rất là nhanh và sản phẩm của chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu cấp thiết, do đó mà nó liên tục tăng, đúng không các anh chị? Nếu như chúng ta kinh doanh những cái sản phẩm mà không cấp thiết thì trong mùa dịch này thì các anh chị nghĩ đây họ có dùng không ạ? Anh chị thấy bên ngoài hiện nay rất nhiều công ty á đóng cửa, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, nhiều người thất nghiệp, nhiều người á mất việc làm và cái nguồn thu nhập giảm. Nhưng mà tại sao sản phẩm chúng ta vẫn tiếp tục tăng? Tức là người tiêu dùng vẫn lựa chọn để dùng. Tại vì lúc này người tiêu dùng sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm nào hỗ trợ cái cấp thiết chất. Vậy thì tăng cường miễn dịch chống lại virus vi khuẩn. Và cái giai đoạn này là cấp thiết nhất, đúng không anh chị? Thì em muốn chia sẻ với anh chị một điều là gì? Khi mà chúng ta kinh doanh á, kinh doanh cái gì có thể lỗi thời, nhưng mà kinh doanh cái dinh dưỡng, kinh doanh cái sản phẩm mà hỗ trợ sức khỏe thì không bao giờ lỗi thời. Bởi vì cho dù các anh chị sống trong thời nào thì sức khỏe có quan trọng không ạ? Có sức khỏe, còn người thì còn tất cả, đúng không các anh chị? Nếu mà chúng ta không có sức khỏe, không còn người thì không còn gì hết.
cho dù chúng ta ước mơ rất là nhiều nhưng mà sức khỏe không còn thì chúng ta chỉ có một cái mơ ước duy nhất là làm sao mình khỏe lại thôi. Lúc đó không có mơ ước là du lịch, nhà, xe hay là công danh, sự nghiệp gì hết, mà lúc này chúng ta chỉ mong muốn làm sao mình khỏe, mình bước xuống khỏi giường bệnh và mình có thể là đi đây đi đó, gặp mọi người rồi vui vẻ, có sức khỏe trước, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào mà dịch bệnh nó tràn lan mà chúng ta vẫn khỏe, chúng ta vẫn có thể là sao ạ? Chống chọi lại được, chúng ta vẫn có thể làm việc được. Thì làm sao chúng ta phải tăng cường được chức năng miễn dịch cơ thể mình lên. Chúng ta phải khỏe thì chúng ta mới có thể làm được những việc khác. Đúng không các anh chị? Do đó khi mà chúng ta, tại sao mà chúng ta lựa chọn Alpha là một cái công cụ để mà chúng ta kiếm tiền trong giai đoạn này? Bởi vì nó đáp ứng được rất là nhiều cái nhu cầu của người dân nè. Rồi nó đáp ứng được cái thị hiếu của người dân nè. Nhu cầu là chăm sóc sức khỏe chủ động nè. Rồi thị hiếu của người dân là gì? Vừa có cái sản phẩm sử dụng bảo vệ sức khỏe mà vừa kinh doanh nữa. Anh chị thấy ngoài thị trường hiện nay á, chúng ta tốn tiền cho rất là nhiều cái chi tiêu, nhưng mà các anh chị có lấy tiền lại được từ cái, các cái chi tiêu đó không ạ? Còn ở đây chúng ta tốn cho cái chi tiêu chăm sóc sức khỏe, nhưng mà chúng ta vẫn có cơ hội để chúng ta kiếm tiền từ nó luôn. Thực sự đó là một cái cơ hội rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì có một số anh chị mới bắt đầu khởi nghiệp, bắt đầu kinh doanh, thì em nghĩ đây là một cái giai đoạn phải nói sao vô cùng quan trọng và thích hợp để chúng ta bắt đầu phát triển kinh doanh. Thì xin chúc mừng tất cả các anh chị đã nắm bắt cơ hội như may ạ. Và hy vọng trong thời gian tới em có thể được cùng làm việc lâu dài với các anh chị và sẽ hỗ trợ để chúng ta có thể là phát triển cho, để có thể giúp cho tất cả các anh chị sở hữu được cái đội nhóm cho riêng mình, để có thể là xây dựng được điểm bán cho mình, để làm sao tất cả chúng ta đều có thể thành công cùng với công ty New May, giống như tất cả những anh chị đã được công ty vinh danh trong đại hội 25 vừa rồi mà chúng ta đã tham dự, đúng không các anh chị? Và em xin kết thúc phần vô luôn chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả anh chị đã chú ý lắng nghe, và em xin nhường lời lại cho bạn MC Mỹ Ngữ để tiếp tục chương trình của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Vào cái phần chính, cái phần đó là rèn luyện kỹ năng chia sẻ lon sản phẩm Alpha trong cái học phần 1. Em xin kết thúc và nhường lời lại cho bạn Mỹ Ngữ. Dạ, cảm ơn lãnh đạo Quen. Cả nhà hãy dành một tràng pháo tay cho lãnh đạo mình nha. Cảm ơn lãnh đạo. Cả nhà còn thắc mắc gì không? Bữa nay là ngày mai là ngày cuối cùng chốt kinh số rồi. Chúc mừng Minh An nha. Chúc mừng Minh An đã đủ doanh số 2 sao và tăng doanh số hơn tháng trước nữa. Chúc mừng Minh An nha. Mở mắt lên. Rồi, em cảm ơn chị trời. Rồi, có gì chia sẻ mọi người đi. Chia sẻ cách tuyển dụng, cách bán hàng gì đó. Kinh nghiệm. Dạ, thì em xin chào tất cả anh chị. Em tên là Minh An, hiện tại thì em đang làm việc tại thị trường Bạc Liêu. Thì hiện tại thì về tình hình dịch bệnh ở tỉnh em thì nó đang vô cùng phức tạp và nó đã lây lan sâu vào cộng đồng rồi. Cho nên là nó hiện tại là xuất hiện rất là nhiều ca tử vong. Đó, cho nên là nó ảnh hưởng trực tiếp, thì nó làm ảnh hưởng cái công việc của mình là gặp khách hàng, di chuyển gặp khách hàng. Đó, cho nên thì mình mới là thích ứng được cái môi trường và thích ứng được cái sự nâng cấp của công ty, đó là kết hợp làm online. Thì em may mắn là em bám sát vào công ty, bám sát vào hệ thống, là em chuyển hướng là em thực hiện về online. Thì em dành thời gian em phát triển về mảng online, thì em thấy được đó là mảng online là một cái thị trường mới để cho chúng ta khai thác nữa. Thì qua 3 tháng dịch thì em nắm bắt và em phát triển, thì em thấy được cái doanh số và đội nhóm của em liên tục tăng trưởng. Dạ. Thì kinh nghiệm của em thì làm theo cái người bảo trợ, cái người lãnh đạo của mình hướng dẫn cho mình làm, thì mình thực hiện làm theo tổ chức, theo hệ thống. Thì may mắn là hệ thống của em có cái quy trình đào tạo hướng dẫn và chia sẻ cho người mới những cái cách làm, những cái bước đi đầu tiên.
Đó cho nên là em có nhân sự là em tuyển dụng vào và em đưa vào họ vào quy trình thì họ họ biết, họ nắm bắt rất là nhanh. Nó giúp cho mình nhãn khối mình phát triển vượt bậc hơn so với hồi xưa thì chưa có quy trình và chưa có chuyển qua cái hướng online ấy, thì doanh số nó không có sự phát triển, nó cứ chậm ở đó. Dạ thì cuối lời thì giờ xin chúc anh chị cuối tháng chốt doanh số và hoàn thành mục tiêu cá nhân, hoàn thành mục tiêu đoàn đội để phục vụ được nhiều cô bác mình đang trong cái tình hình dịch bệnh biết cái đến cái sản phẩm kháng thể của mình, có chứa kháng thể của mình để bảo vệ sức khỏe cả gia đình. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn phần chia sẻ kinh nghiệm của Minh An nha. Nãy Minh An có nhắc là theo quy trình á, đưa nhà phân phối mới của mình vào quy trình á, thì Ngữ thấy cái này rất là hay luôn. Như Ngữ cũng may mắn là nằm trong ban tổ chức của lớp 21 ngày á, như tháng tháng trước á, khóa K04 thì có năm mươi mấy học viên, nhưng mà được ba mấy học viên đạt, thì trong đó là tới hơn 50% là học viên đã đạt chuyển phòng. Và tháng này thì chưa có tổng kết, tháng này đã kết thúc khóa học rồi chưa có tổng kết, nhưng mà nghe các anh chị tuyến trên nói á, là rất nhiều học viên đạt chuyển phòng luôn. Thì đa số các anh chị ở trong lớp 21 ngày là nhà phân phối mới thôi, là họ chỉ mới tham gia, có người là học rồi mới mở thẻ, thì có người là mở thẻ tháng trước là rất là mới luôn. Nhưng mà trong quá trình học họ vừa làm á, thì họ có kết quả luôn. Thì mình thấy là theo cái quy trình của hệ thống thì kết quả rất là tốt, rất là đáng đáng mừng. Thì nếu như cả nhà mình có nhà phân phối mới thì hãy đưa vào quy trình của công ty. Bạn đầu tiên là lớp 21 ngày, chỉ có 21 ngày thôi, học 5 giờ sáng mỗi ngày đó. Cảm ơn Minh An nha. Cả nhà mình còn câu hỏi gì giải đáp hay là thắc mắc không, có thể hỏi lãnh đạo quan của mình, cơ hội hiếm gặp trong mùa dịch này mà mình được gặp nhau trên Zoom, vậy là may mắn hay đúng không cả nhà. Anh chị có các cái câu hỏi liên quan đến chăm sóc khách hàng hay là chúng ta làm thế nào để gia tăng doanh số khi mà một khách hàng đã dùng sản phẩm, hoặc là có thể là mình liên quan đến cái gọi là mùa dịch thì mình làm thế nào để mình tiếp cận khách hàng lạnh để tuyển dụng chị. Trong tháng này thì Quang cũng mở được 3 F1, trong đó có một F1 sẽ lên trưởng phòng trực tiếp đó. Thì vậy thì làm sao mùa dịch mà chúng ta có thể tuyển dụng được và vẫn có thể là khai thác được nguồn khách hàng lạnh, nó rất là quan trọng đúng không anh chị? Nhiều anh chị nói là bây giờ mình đi người ta e dè, người ta ngại đúng không ạ? Vậy thì tại sao người ta ngại để khi người ta tiếp xúc với mình, có phải người ta sợ dịch không? Thì những người sợ dịch có phải là những người quan tâm sức khỏe không anh chị? Giống như chúng ta thôi, chúng ta có phải là chúng ta là những người rất là quan tâm sức khỏe, cho đó chúng ta mới tìm mọi cách để chúng ta chống lại các con virus vi khuẩn, bảo vệ cho mình và bảo vệ cho gia đình mình, cộng đồng mình, đúng không ạ? Thì những người mà không quan tâm, mà những người mà khi mà chúng ta tiếp xúc mà họ không có ngại, không sợ thì rất là khó để các anh chị tư vấn. Nhưng mà những người ngại các anh chị có thể tư vấn được, phải làm thế nào để mình tạo được cái yên tâm khi mà người ta có thể tiếp diện mình, bằng cách ví dụ như mình đeo khẩu trang nè, mình có thể là làm quen một người nào đó ngồi, hoặc là mình gặp ai đó mình truyền thông, mình cho tờ rơi. Nhưng mà các anh chị phải xịt khuẩn, dùng cái tờ rơi mình xịt khuẩn tay, mình xịt khuẩn tờ rơi xong mình đưa cho họ và mình nói ngay vào cái chủ đề cấp thiết hiện nay luôn. Giống như là em có tiếp xúc với một số khách hàng lạnh và em đã thành công trong cái việc bán được sản phẩm và bảo trợ họ đó, là khi em gửi thông tin tờ rơi và em giữ khoảng cách, mình cho thông tin mình cũng giữ khoảng cách và mình phải nói thẳng luôn. Trong giai đoạn này thì tụi em đi phát triển kinh doanh sản phẩm mà nó cũng hơi khó khăn, nhưng mà không vì thế mà tụi em không hoàn thành nhiệm vụ. Thì hôm nay thì rất là vui được chia sẻ cho cô cái sản phẩm mà công ty em đang kinh doanh. Thì xin phép đứng xa xa chút, mình vừa nói vui mình cười nhưng mà người ta cũng thích vậy, người ta cũng cảm thấy yên tâm luôn rồi chị. Và em cũng xin em khử khuẩn xong em gửi cho cô cái tờ rơi này nói về cái sản phẩm mà em đang kinh doanh. Bởi vì cái sản phẩm này, tại sao trong giai đoạn này tụi em liên tục truyền thông,
thì nó hỗ trợ tăng cường được miễn dịch cho mình, chống lại cái tình trạng mà virus xâm nhập cơ thể mình. Thì hệ miễn dịch nó khỏe mạnh, nó mới là giúp cho chúng ta chống lại bệnh tật. Đó, và mình gửi tờ rơi. Người ta rất là vui vẻ các chị, nhưng mà gửi mình cũng không cần đưa trực tiếp đâu. Mình để trên bàn hoặc là để cái vị trí nào đó, rồi mình đứng khoảng cách ra cho họ lấy. Vậy đó mà em bán được sản phẩm đó các chị. Người ta cảm thấy tự tin với cái mà mình đưa cho họ. Họ không e dè, họ thấy mình kỹ lưỡng đó các chị. Mình biết quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho mình thì sẽ bảo vệ được cho họ. Đó là khi em gửi tờ rơi xong thì bắt đầu em đứng cái khoảng cách khoảng 2 mét em mới nói chuyện, em nói cái sản phẩm này nó như thế nào. Rồi nếu như mà cô có quan tâm á, thì cô có thể tham khảo thêm trong thông tin trong tờ rơi, rồi số điện thoại của con sẽ điện thoại để tư vấn trực tiếp cho cô. Đó, người ta rất là hoan nghênh cái việc mà người ta sẽ điện thoại và mình điện thoại mình tư vấn, tại vì giai đoạn này rất khó để mà gặp trực tiếp tư vấn, đúng không anh chị? Và khi em chia sẻ thông tin xong á, em chia sẻ anh chị chút xíu gọi là cái kỹ năng bán hàng luôn. Nó liên quan đến cái gọi là cái kiến thức, cái kỹ năng, cái kinh nghiệm á. Tức là cái người cô này nói là sữa thì cô khó uống, nhưng mà cô đang dùng cái dinh dưỡng ngũ cốc, dinh dưỡng của một tập đoàn. Thì các anh chị biết hiện nay thì rất là nhiều công ty, rất là nhiều tập đoàn kinh doanh ngũ cốc, kinh doanh thực phẩm chức năng, đúng không ạ? Đúng anh chị? Để khi anh chị gặp khách hàng mà hỏi nói là họ đang dùng cái đó, cái sản phẩm nào đó, thì làm thế nào để mình giúp cho họ hiểu để họ chuyển dùng sản phẩm mình. Một cái sai lầm mà rất là nhiều nhà phân phối gặp phải là gì? Khi nghe khách hàng của mình nói đang dùng cái đó, bắt đầu là các anh chị cho cái thông tin không tốt về cái sản phẩm đó, và nói cái thông tin tốt của mình để cho người ta lựa chọn của mình. Đó là cái sai lầm. Các anh chị đừng nghĩ là khi mà chúng ta mới gặp mà chúng ta giống đơn giản như thế này nè. Khi mà các anh chị tiếp xúc với một người bạn, một ai đó mà cái mình chưa biết như thế nào, nhưng mà họ lại nói xấu người khác á, thì các anh chị nghĩ là anh chị có tin đáng cái người đó đáng để mình tin tưởng không? Không, đúng không ạ? Người ta nói người nào mà hay nói thị phi thì người đó là người thị phi. Thường hay nói chuyện thị phi của người khác thì cái người đó là người thị phi, và rất khó để tin tưởng những người như vậy. Đó là kinh nghiệm. Nên chị nhìn lại cuộc sống mình có phải không ạ? Vậy thì nếu như cái người nào đủ trải nghiệm khi mà tiếp xúc với mình mà chúng ta bán sản phẩm á, chúng ta nói tốt về sản phẩm mình mà nói xấu về cái sản phẩm của người khác hoặc là cái sản phẩm người ta đang dùng, thì người ta cười với mình một cái, người ta gật đầu ok một cái, và người ta sẽ lặng luôn, không bao giờ gặp lại mình. Vậy thì làm thế nào để giúp cho người khách hàng vẫn quan tâm đến sản phẩm của mình khi mà chúng ta nghe họ đang dùng sản phẩm khác? Thì lúc đó em mới nói thế này anh chị. Em mới nói là hiện nay ngoài thị trường rất là nhiều sản phẩm mà hỗ trợ sức khỏe cho mình, và mỗi một dòng sản phẩm nó đều đáp ứng được cái nhu cầu cho con người. Và tất nhiên cái mà cô đang dùng á, nó cũng giúp cho mình tăng cường được cái sức khỏe. Nhưng mà cô biết không, tại sao mà hiện nay cái sản phẩm này con gia đình con dùng và bạn bè con dùng rất là nhiều, là tại vì cái sản phẩm này nó đáp ứng được cái nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay, đó là giúp tăng cường được chức năng miễn dịch của cơ thể mình. Rất là nhiều sản phẩm ngoài thị trường á, nó hỗ trợ cho mình bổ sung được dinh dưỡng, nhưng mà qua cái quá trình mà cơ thể mình nó làm việc, nó hấp thu đường ruột tốt quá, thì nó mới chuyển hóa, nó mới giúp cho cái sản phẩm đó tăng cường được cái chức năng miễn dịch. Còn cái sản phẩm của tụi con, sản phẩm mà con đang dùng á, là nó đáp ứng được cái nhu cầu là sao, tăng cường hỗ trợ trực tiếp cho hệ miễn dịch. Có phải các anh chị đã từng học các cái bài về ương mầm dinh nhân á, nghe các lãnh đạo chia sẻ là dinh dưỡng cơ bản và dinh dưỡng miễn dịch và dinh dưỡng cơ bản không? Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta lấy cái bài này để chúng ta đi chia sẻ khi khách hàng mình đang dùng dinh dưỡng cơ bản. Dinh dưỡng cơ bản nó rất là tốt, nhưng nếu như cơ thể của mình không có đường ruột không tốt á, không có hấp thu tốt á, không chuyển hóa được, thì nó vẫn không có hiệu quả. Đúng không ạ? Thành ra chúng ta phân tích một cách nhẹ nhàng, nói đây đều là những sản phẩm tốt. Nhưng nếu như cơ thể của mình, đường ruột của mình kém, thì cái khả năng hấp thu nó không có tốt, hoặc là nó lâu để mà nó chuyển hóa, nó mới đưa vào máu, nó mới biến thành kháng thể để nâng cao hệ miễn dịch. Nhưng mà sản phẩm tụi con đang dùng, gia đình con dùng, tại sao
mà tụi con kinh doanh trong giai đoạn này rất là phát triển là nhờ là tăng cường trực tiếp cho hệ miễn dịch của mình, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết. Đó, do đó mà cô mới quan tâm. Và đặc biệt nữa là cái sản phẩm của con dùng thì nó đơn giản, tiện lợi và nó cũng rất là tiết kiệm. Vậy là mình có thể bán được. Thì trong giai đoạn này nè, em nghĩ là cái giai đoạn tốt nhất để chúng ta đi truyền thông, anh chị gửi tờ rơi, chúng ta tiếp xúc cận khách hàng nhưng mà một cách khéo léo. Tiếp cận làm sao cho nó tới vậy thì các anh chị rất là dễ để bán được sản phẩm. Mạnh dạn trong giai đoạn này. Tất nhiên chúng ta cũng sợ, chúng ta e dè đúng không ạ? Sợ không biết khách hàng của mình có bệnh hay không, có sợ không ạ? Do đó chúng ta phải giữ khoảng cách. Chúng ta cũng sợ nhé, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, xịt khuẩn, rồi tiếp xúc gần. Họ sợ mình cũng phải sợ họ chứ. Rồi, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái phần mà chia sẻ về cái kinh nghiệm bán hàng online, bán hàng mùa dịch của Quang ha. Dạ, cảm ơn lãnh đạo Quang.